Chào các bạn, tôi là Sơn và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về công nghệ cao tầng vây. Nếu bạn là người yêu thích những công nghệ trên vợt tennis, là fan hâm mộ của những Federer, Tenpocho, Mofil hay là Nishikori và đặc biệt quan tâm tới dòng vợt mà thần tượng mình đang chơi, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được công nghệ mới được Minson cho ra mắt, đó chính là Catervale. Hiện nay thì công nghệ Catervale đã được Winston áp dụng lên gần như toàn bộ các dòng vợt chuyên nghiệp của hãng như là Blade, Burn, Ultra hay là Pro Start. Và theo như Winston giới thiệu thì nguồn gốc ra đời của Catervale là xuất phát từ nhu cầu trong ngành hàng không vũ trụ, được Viện Khoa học Vật liệu Hoa Kỳ chế tạo ra với mục đích là nhằm triệt tiêu các lực rung xuất hiện trên vỏ máy bay hay là những phương tiện vận chuyển trong vũ trụ. Tương tự như khi đánh vào trái bóng thì người chơi có thể cảm nhận được độ rung truyền lên cánh tay của mình. Bộ phận nghiên cứu sản phẩm Winston Labs đã đặt vật liệu Catervale vào bên trong phần khung vợt với mật độ và số lượng được tính toán cho phép, qua đó có thể làm cho mức độ rung giảm xuống tới mức tối thiểu, giúp cho người chơi cảm thấy bớt mệt mỏi hơn ở cuối những set đấu hay là trong những trận đấu kéo dài. Để kiểm chứng mức độ hiệu quả của công nghệ Catervale thì Winston đã bắt tay hợp tác với khoa vận động của một trường đại học ở Mỹ, và những vận động viên của học viện bao gồm cả nam và nữ sử dụng những mẫu vợt Winston với công nghệ Catervale và so sánh với những mẫu vợt thông thường thì thống kê cho thấy là vận động viên cảm nhận được độ rung ở những cây vợt Catervale đã giảm đi 30% và độ mỏi cơ trong lúc thi đấu cũng đã giảm đi 10%. Rất hiếm những cây vợt có trọng lượng dưới 300g được Winston áp dụng công nghệ Catervale, và may mắn cho những fan của Federer tại Việt Nam thì ProStart 97LCV là một trong 3 mẫu vợt được sở hữu công nghệ này. Điểm qua về những thông số cơ bản thì 97LCV chỉ có một chút khác biệt về mật độ dây so với 97LS, vẫn là một màu sơn đen huyền bí, nhưng có một chi tiết khác biệt, đó là dòng chữ Winston được in chìm vào trong thân vợt và dòng chữ Catervale được in trên khung vợt. Với những người tìm kiếm một lối chơi tương đồng như là Federer, giao bóng lên lưới, đánh nhanh thắng nhanh, linh hoạt trên khắp mặt sân thì bạn không thể nào mà bỏ qua được 97LCV. Sở hữu 97LCV không chỉ là một cây vợt mà còn là một phong cách, một biểu tượng của chiến thắng. Và hiện nay thì Tennis House có cả hai phiên bản, đó là 97LCV đen và phiên bản Camo. Quý khách cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số hotline hoặc truy cập website tennishouse.vn. Xin cảm ơn.